Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi video của Ánh Sao Vàng. Chúc quý vị và các bạn một ngày tràn ngập niềm vui. Quý vị khán giả thân mến, đơn vị sản xuất xe hơi đầu tiên mang thương hiệu Việt tại Việt Nam, VinFast, đã gây tiếng vang rầm rộ từ đầu năm 2021 với sự góp mặt trong nhiều sự kiện lớn của ngành ô tô thế giới. Từ đầu năm 2022 đến nay, kinh tế Việt Nam đang trong đà phục hồi vô cùng mạnh mẽ và cái tên VinFast vẫn không giờ phút nào hạ nhiệt. Hãng xe Việt Nam tiên phong trong ngành đang được người dân Việt Nam và toàn thế giới kỳ vọng sẽ chinh phục thị trường châu Âu. Vô cùng khó tính, cụ thể là thị trường ô tô tại Mỹ, với thông tin nóng hổi rằng VinFast ký quyết định xây dựng nhà máy tại Bắc Mỹ. Cư dân mạng người thì vào xác nhận thông tin, người thì bàn tán xôn xao. Bên cạnh đó cũng không ít ý kiến trái chiều về sự kiện này. Vậy VinFast được lợi gì khi rót vốn hơn 7 tỷ đô xây dựng nhà máy sản xuất tại trời Âu? Hãy cùng Ánh Sao Vàng theo dõi hết video ngày hôm nay nhé! Nhà máy sản xuất ô tô điện Việt Nam đầu tiên ở trời Âu. Đầu tháng 3 năm 2021, tỷ phú Phạm Nhật Vượng, chủ tịch tập đoàn VinGroup, từng tuyên bố sẽ chi ra đến 2 tỷ USD để xuất khẩu xe sang thị trường Mỹ. Điều này được ông chia sẻ với Bloomberg trong một cuộc phỏng vấn. Thời điểm đó, theo Bloomberg, VinFast thậm chí còn đang dự định xây dựng nhà máy tại Mỹ. Bà Thái Thanh Hải, tổng giám đốc VinFast, cũng cho biết ngoài Việt Nam, VinFast có lẽ thắng đậm hơn ở các nước châu Âu do VinFast hướng tới chinh phục khách hàng bằng chất lượng của xe Việt về tiêu chuẩn an toàn cao và những trang bị hiện đại nhất, đi đầu trong các hãng xe điện. Cho đến một năm sau, ở thời điểm hiện tại, thì tuyên bố đó đã sắp trở thành hiện thực. Ngày 29 tháng 3, các trang báo Việt Nam cập nhật thông tin Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết trên trang web Nhà Trắng rằng, theo thông tin hôm nay, 29 tháng 3 theo giờ Mỹ, việc nhà sản xuất xe điện VinFast sẽ xây dựng một cơ sở sản xuất xe điện và pin ở bang North Carolina trị giá 4 tỷ USD để tạo ra hơn 7.000 việc làm cùng với hàng trăm ngàn xe điện và pin. Đây là ví dụ mới nhất về chiến lược kinh tế của tôi. Sau thời điểm xây dựng vào năm 2017 với sản phẩm thương mại chủ yếu là xe máy điện, sau đó là ô tô chạy bằng động cơ đốt trong, thì vào cuối năm 2021, đầu năm 2022, VinFast lần lượt giới thiệu những sản phẩm xe điện thông minh tại các sự kiện ô tô tầm cỡ quốc tế. Thậm chí các nhà đầu tư của VinFast không ngần ngại tiên phong từ bỏ động cơ đốt trong, chuyển hẳn sang sản xuất xe điện. VinFast nhắm mục tiêu bắt đầu bán xe ô tô chạy bằng điện tại thị trường Mỹ và châu Âu trong năm nay, cạnh tranh với Tesla và các nhà sản xuất ô tô điện khác. VinFast và chính quyền bang Bắc Carolina, Mỹ chính thức công bố ký kết quyết định về việc xây dựng nhà máy sản xuất đầu tiên của VinFast tại thị trường Bắc Mỹ. Dự án xây dựng nhà máy của VinFast có mức đầu tư lên đến 2 tỷ USD trong giai đoạn 1 và dự kiến mang lại nguồn việc làm lớn cho lao động địa phương. Theo thông báo, dự kiến rằng nhà máy sẽ được đặt tại khu công nghiệp Central Innovation Point với diện tích khá lớn khoảng 800 hectare. Sẽ vô cùng tiềm năng khi nhà máy đặt tại North Carolina, khi nơi này được dự đoán trong tương lai sẽ trở thành trung tâm của nền kinh tế năng lượng sạch. Mục tiêu của Bắc Carolina về năng lượng sạch, chống biến đổi khí hậu, giảm phát thải khí nhà kính trong giao thông vận tải phù hợp với định hướng của VinFast là phát triển xe điện cao cấp, thông minh và thân thiện với môi trường. Quá trình đầu tư này của VinFast sẽ chia làm các giai đoạn khác nhau, dự kiến giai đoạn 1 được khởi công trong năm 2022, tức tốc triển khai để đạt hiệu quả vận hành vào tháng 7 năm 2022. Công suất đề ra là 150.000 xe mỗi năm. Các mẫu xe được ưu tiên sản xuất là dòng VF9, dòng SUV cỡ lớn 7 chỗ ngồi là VF8, SUV cỡ trung 5 chỗ ngồi. Lợi thế của VinFast và những gì VinFast mang lại cho đất nước cờ hoa. Trong thời điểm cạnh tranh mạnh mẽ giữa các hãng xe để được chia thị phần nhiều hơn trong miếng bánh béo bở của thị trường xe điện Bắc Mỹ, không riêng hãng xe Việt VinFast mà thông tin từ ông John Biden cho hay, gần đây các công ty khác như GM, Ford và Siemens cũng đã thông báo đầu tư vào Mỹ trở lại. Thời kỳ đỉnh cao của phương tiện di chuyển năng lượng sạch sẽ thuộc về hãng xe nào đón kịp xu hướng và tạo ra sản phẩm tốt nhất sẽ không là viễn vông khi VinFast có khả năng giành thị phần lớn nhất sau Tesla. Bà Lê Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch Tập đoàn VinGroup kiêm Tổng Giám đốc VinFast Toàn cầu cho rằng hãng có cơ sở sản xuất ngay tại thị trường Carolina sẽ giúp cho VinFast chủ động nguồn cung.
ổn định giá thành và rút ngắn thời gian cung cấp sản phẩm, giúp xe điện của VinFast trở nên dễ dàng tiếp cận hơn với khách hàng. Dự kiến xây dựng nhà máy thực tế đã nằm trong kế hoạch từ lâu của VinFast và đây là thời điểm thích hợp nhất. Kế hoạch của hãng xe Việt từ tất cả các sự kiện trong năm 2021 vừa qua cho thấy khát vọng mạnh mẽ của hãng xe trong việc chinh phục thị trường quốc tế, cụ thể là ở Mỹ. VinFast dự kiến sẽ đầu tư xây dựng thêm một số nhà máy trên toàn cầu khi đủ điều kiện về nhân lực và vật lực, đảm bảo năng lực và kế hoạch tự chủ sản xuất trên toàn cầu. Nhiều ý kiến cho rằng có khi sau này VinFast chỉ bán xe điện trên thị trường Mỹ thay vì bán xe ở Việt Nam và các quốc gia châu Á. Nhà máy VinFast ở khu công nghiệp Đình Vũ, Cát Hải, Hải Phòng có công suất thiết kế giai đoạn 1 là 250.000 xe trong một năm, giai đoạn 2 là 500.000 xe trong một năm, với tốc độ sản xuất 38 xe trong một giờ. Trong khi trong năm 2020, VinFast chỉ bán được khoảng 30.000 xe, con số này quá chênh lệch so với những gì mà nhà máy sản xuất có thể đáp ứng. Bài toán khó nhằn hiện tại chính là phải tìm một thị trường lớn hơn. Nhưng với uy tín nhâm niên ít trong ngành xe ô tô, sự lựa chọn chuyển toàn bộ sang sản xuất xe điện và thậm chí là xây dựng hẳn một nhà máy ở thị trường châu Âu là vô cùng hợp lý. Đây có thể là cách giải quyết tốt nhất cho bài toán này. Người dân Việt Nam cho rằng việc một hãng xe Việt còn non trẻ bán được xe ở thị trường Mỹ đã là kỳ tích rồi. Nếu chiếm thị phần ổn định, giá trị của thương hiệu Việt cũng sẽ được nâng tầm. Thành công ở thị trường này thì vấn đề đưa VinFast ra toàn cầu trở nên vô cùng dễ dàng. Với khá nhiều lợi ích mang lại cho hãng xe Việt, thì đối với đất nước cờ hoa, VinFast mang đến những gì? Như chia sẻ của Tổng thống Joe Biden trên Twitter vào sáng sớm ngày 30 tháng 3 thì nhà máy sản xuất xe điện và pin trị giá 4 tỷ USD tạo ra 7.000 việc làm của VinFast là một ví dụ điển hình cho chiến lược phát triển kinh tế của Mỹ hiện nay, trong đó bao gồm lao động trong nước và cả nước ngoài. Điều quan trọng nhất mà ông Joe Biden nhấn mạnh trong phát biểu của mình về sự kiện này chính là việc VinFast đã giúp Mỹ đi đúng chiến lược phát triển kinh tế. Không riêng gì Carolina mà dự kiến, Mỹ sẽ thay đổi dần ở từng địa phương, giúp cho dân Mỹ có thể phát triển trong môi trường trong lành, giảm khí thải nhà kính từ nguồn khí thải lớn nhất là phương tiện giao thông bằng động cơ đốt trong. Ở Việt Nam thì xe điện vẫn chưa được nhiều người đón nhận do sự bất tiện về cơ sở hạ tầng phục vụ cho xe điện. Có thể phải thêm một thời gian nữa, xu hướng chuyển mình này mới được tối ưu. Nhưng bằng niềm tin với hãng xe Việt, Ad tin rằng đối với quy mô đầu tư và ước mơ to lớn của VinFast, việc chiếm lĩnh thị trường quốc tế sẽ sớm thực hiện được thôi. Bởi vì hiện tại ở Mỹ, rất nhiều chủ sở hữu xe khi lựa chọn thêm hoặc thay đổi xe đều chọn xe điện. Với những chiếc xe điện thông minh và tiện lợi, góp phần bảo vệ môi trường, họ vô cùng hài lòng, thậm chí là không muốn quay lại sử dụng động cơ đốt trong. Đây là một tin vui cho hãng xe Việt Nam về vấn đề VinFast xây dựng nhà máy sản xuất xe ô tô tại Mỹ và có thể là ở nhiều quốc gia khác trong tương lai. Các bạn có ý kiến gì về vấn đề này thì hãy để lại suy nghĩ của mình bên dưới phần bình luận nhé. Vâng, và video của Ánh Sao Vàng đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Nếu thích video, hãy nhấn nút like, đăng ký kênh và bật ngay nút chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ những video hay và mới nhất từ Ánh Sao Vàng nhé. Còn bây giờ thì chúng tôi xin phép chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.